Sáng nay ngày 8 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp thường kỳ tháng 5 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng GRDP của tỉnh Đồng Tháp ước đạt 3,83%, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,45%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,09%, khu vực thương mại dịch vụ kể cả thuế sản phẩm tăng 5,45%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 28,79%, cao hơn 12,43% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 4.198 tỷ đồng, đạt 62% dự toán. Ước trong 6 tháng đầu năm 2022, có 390 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 86 doanh nghiệp, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 7% như kế hoạch đề ra, trong 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các sở ngành tỉnh và địa phương phải đánh giá lại các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó xác định cụ thể vai trò của người đứng đầu, các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các chỉ số như PCI, BNDES, BABY cần có đánh giá cụ thể để khôi phục cao hơn trong thời gian tới. Tiếp tục chuyến công tác và làm việc tại Nhật Bản, trong ngày 7 và 8 tháng 6, đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tập đoàn Something và công ty Egonship. Đoàn công tác được nghe ông Sato Koichiro, Giám đốc Kinh doanh khối nhà nước kiêm thành viên Hội đồng Quản trị tập đoàn Something, thông tin tổng quan về ngành nghề đầu tư và những tiềm năng, lợi thế của tập đoàn. Phía tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Phan Văn Thắng cũng thông tin với tập đoàn Something về tiềm năng thế mạnh của tỉnh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, lực lượng lao động trẻ, dồi dào và được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật đầy đủ kiến thức trước khi tham gia chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản. Đồng chí Phan Văn Thắng mong muốn sớm tiếp đón tập đoàn Something sang tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Đồng Tháp, trong đó có lĩnh vực xây dựng và tiếp tục quan tâm tuyển chọn lao động của địa phương. Ông Sato Koichiro cho biết sẽ sớm thống nhất trong tập đoàn để tổ chức đoàn đến Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Đồng Tháp, để tìm hiểu về cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh của tập đoàn. Ông cũng đánh giá cao năng lực làm việc của các thực tập sinh Đồng Tháp và mong muốn tiếp tục tiếp nhận thêm thực tập sinh chất lượng của tỉnh trong thời gian tới. Sáng nay ngày 8 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc với công ty Egonship tại Tokyo. Lãnh đạo công ty đánh giá cao các thực tập sinh về kỹ năng làm việc, ý thức chấp hành kỷ luật và luôn quan tâm, hỗ trợ thực tập sinh về đời sống vật chất, tinh thần trong thời gian làm việc tại Nhật Bản. Trong đó tiêu biểu có em Trương Tấn Đạt, phó giám đốc công ty, từng là thực tập sinh người Đồng Tháp làm việc tại Nhật Bản. Đồng chí Phan Văn Thắng mong muốn thông qua công ty, các thực tập sinh sau khi được tuyển dụng làm việc phải luôn giữ gìn, phát huy các phẩm chất, tính cách của con người Việt Nam nói chung và Đồng Tháp nói riêng là tự lực, cần cù, vượt khó, sáng tạo, tuân thủ pháp luật nước sở tại trong học tập và làm việc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức trong 2 ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2022. Sáng nay ngày 8 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố về công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là một kỳ thi cơ bản tiếp nối những kết quả, phương thức đã được triển khai trong năm học 2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, phụ trách các vấn đề chung về chính sách, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức, chịu trách nhiệm về đề thi, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi, vân vân. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi của địa phương. Bộ trưởng đề nghị các địa phương đưa ra các phương án dự phòng để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, tăng cường khâu kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khâu đề thi, coi thi, chấm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra đúng quy định. Tại Đồng Tháp có trên 15.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 13.623 thí sinh lớp 12 hệ trung học phổ thông, 988 thí sinh lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do. Dự kiến có 30 điểm thi với 645 phòng thi.
Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai công việc chuẩn bị để tổ chức kỳ thi, lập dự toán tổ chức kỳ thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi, không để xảy ra trường hợp thí sinh không tham gia kỳ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế và địa phương xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm thi, tổ chức cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tham gia kỳ thi theo đúng hướng dẫn của Bộ. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh chủ động cung cấp thông tin về kế hoạch, thể lệ giải thưởng giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông cho các cơ quan thông tấn báo chí địa phương, đồng thời phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của giải thưởng, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí địa phương tham gia.